hôm nay ngày 25 tháng 12 thì không khí Giáng sinh vẫn rất rộn ràng ở nhiều con phố trên cả nước. Nhiều người lựa chọn đến với những địa điểm công cộng hay là những khu vui chơi. Tôi thì đã có mặt tại một chợ đêm sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh và tận hưởng không khí Giáng sinh ở đó vào buổi tối ngày hôm qua. Khu chợ đêm này thì cũng có thể là một gợi ý cho quý vị tại thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Và hãy cùng cảm nhận trong phóng sự ngay sau đây. Thưa quý vị, đêm Giáng sinh thì có rất nhiều những điểm đến và mọi người thường băn khoăn một vài điểm đến như là đến với nơi đông người, đến với nơi có đồ ăn ngon, đến với nơi có âm nhạc sôi động hay là đến nơi có nhiều trò chơi giải trí. Sau rất là nhiều những băn khoăn thì cuối cùng tôi cũng đã lựa chọn cho mình một điểm đến có tất cả những điều đó. Đó chính là phố ẩm thực đêm mới tinh tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phố ẩm thực đêm mới được khai trương và sẽ hoạt động từ 16 giờ chiều cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả các ngày trong tuần tại Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức. Rồi, cảm ơn anh. Thưa quý vị, điều mà tôi cảm thấy thú vị nhất ở đây đó chính là ẩm thực. Chúng ta có thể đi du lịch từ Việt Nam đến Thái Lan. Và ở đây thì có tới 50 gian hàng để quý vị có thể trải nghiệm từ quần áo, ẩm thực cho đến đồ decor gia đình. Anh ơi, đây, bán đông vui không? Đông lắm anh, vui. Em không có thống kê được số lượng nhưng mà hôm nay em làm không nghỉ được tay. Em mong muốn là chợ đêm này mở liên tục và có nhiều chương trình thu hút khách hàng tới nhiều hơn nữa. Và một trong những trải nghiệm mà tôi cảm thấy thú vị nhất đó chính là làm gốm đấy ạ. Chỉ mất 30 phút thôi, tôi đã có thể tạo ra một chiếc bình gốm như thế này. Với các bạn trẻ thì khi được đi chơi Giáng sinh trong một không gian đa dạng hoạt động là một trải nghiệm rất thú vị. Đây được coi là một điểm đến văn hóa, nghệ thuật, giải trí mới của người trẻ và cư dân thành phố Thủ Đức. Thời tiết hôm nay thì có phần xe lạnh nhưng mà mọi người dân ở đây rất là đông vui và nhiệt tình luôn. Làm cho em thấy cái không khí của mùa Giáng sinh năm nay rất là ấm cúng và làm lòng em rất là phấn khởi. Em sẽ đi đến chỗ này lần 1, lần 2 và còn lần 3 và còn nhiều lần khác nữa. Em cảm thấy rất là hào hứng tại vì ở đây mọi người rất là nhiều, với lại có nhiều chương trình ca nhạc mà đây còn được gặp idol nữa. Lựa chọn đi chơi Giáng sinh ở đây rất là đúng đắn, mưa đẹp. Tuyệt vời. Cùng với đó, sân khấu Giáng sinh sôi động với ông già Noel, âm nhạc cùng nhiều trò chơi cũng là điểm đến hấp dẫn thu hút các bạn trẻ tham gia. Sôi động, đa dạng và nhiều màu sắc đó chính là trải nghiệm của tôi trong đêm Giáng sinh ngày hôm nay. Và chắc chắn là cảm giác này thì sẽ còn lưu lại trong những ngày tiếp theo. Và 3, 2, 1 Merry Christmas and Happy New Year. Vâng, xuống phố để cảm nhận không khí của mọi người, tôi mới có thể cảm nhận được niềm vui, sự háo hức của tất cả mọi người khi được trải nghiệm không khí Giáng sinh trong buổi tối ngày hôm qua. Có lẽ đây là một cái Giáng sinh rất là vui, rất là nhộn nhịp nhất sau những năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Và hy vọng là phóng sự vừa rồi cũng đã có thể cho quý vị thêm những cái gợi ý để lựa chọn cho mình một điểm đến trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một buổi tối thật là vui, thật là thú vị trước khi bắt đầu một tuần mới. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Chuyển động 24 giờ trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin thời sự 19 giờ sau đây ít phút.